Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Điện tử Tuyên Quang. Thì hôm nay mình sẽ test cặp men san ken đỏ cho anh Nguyễn Văn Truyện ở khu vực Lục Yên, Yên Bái với số điện thoại là 088. Thì bây giờ mình sẽ test từng vế một nhé. Đây, đầu tiên là con này. Mình test vế nào mình sẽ đánh dấu về đấy. Rồi, ok. Thì kết nối, đây là cái đường dây cáp nguồn vào này. Kết nối với bo công suất và bo nguồn. Còn đây là tín hiệu âm thanh. Sẽ tăng volume lên. Thì mình sẽ đánh dấu cái mạch này, sẽ là cái mạch 01 kèm theo đuôi số điện thoại của anh. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ rút điện ra. Đó, ta sẽ rút cáp ra. Thì em sẽ đánh dấu cái cộng trừ vào đây. Đấy, về anh ấy lấy hai cặp cơ. Thì cái cặp kia thì chưa có đánh dấu, thì về anh cứ xem cặp này là mẫu. Thực ra chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, bên này là trừ này, bên này là cộng. Đó. Còn trên này thì ghi rõ rồi. Đây sẽ là 088. 088 1. Ok, bây giờ mình sẽ test sang bọt thứ hai. Bo này để ra góc. Đây, đây là bo thứ hai của chúng ta. Bo này chưa đánh dấu này. Bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu vào đây là 0882. Đánh dấu luôn cái cực tính ở đây này. Cực tính ở đây là trừ này, cộng này. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối. Các bạn lưu ý là khi các bạn kết nối loa với âm ly ấy, mà chúng ta kết nối ngược dây, ví dụ dương sang âm thì loa chưa chắc đã hỏng. Nhưng nếu chúng ta cấp ngược cái nguồn điện này từ bo nguồn sang bo công suất thì khẳng định là nó xịt ngay. Nên là các bạn hãy thật chú ý vào. Hoặc các bạn cấp tín hiệu mà ngược từ bo master sang bo công suất, mà đối với những bo nó có cắt mát ấy, cắt mát ở trên cắt mát thì nó cũng rất là nguy hiểm, nó có thể gây ra thiếu mát cho bo công suất và có thể gây cháy. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà nó không cắt mát thì nó chả sao, nó sẽ câm. Nên các bạn chú ý. Ok, đây là cái bo ha, mình sẽ tiến hành test này. Sau lưng ôm mong ước gì, tôi là người vui.
cái mạch thứ hai của anh Nguyễn Văn Truyện cũng đã test xong. Bây giờ mình sẽ rút điện ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại toàn cảnh của hai mạch. Đây là mạch số 2 này. Đấy. Đây, đánh dấu đây. Đây là mạch số 01 này. Đây, cả hai mạch đây. Ok, như vậy là đã test xong. Thì video test hàng cho anh Nguyễn Văn Truyện đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.